mà những người Việt Nam mình ngộ lắm. Để mình mở tiếng coi, người Việt Nam mình ngộ lắm, không có như người ta. Chơi phi mà cứ toàn là cứ xài auto leak này nọ rồi cho server nó bị die thôi. Hello, chào mừng các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Như hôm qua mình đã hứa, thì sáng hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn một con game thâu gầm mây. Đây, đầu tiên thì rất là dễ ha. Cả nhà view, và đây là mật khẩu. Rồi chọn, chỉ có một server ha, vào game này ha. Ở đây có 6 lát nhân vật. Đó, con nhỏ cầm roi nè. Đó, thằng này cầm cái quyển sách gì đó. Còn con này cầm đờn ha. Thằng này thì cầm đao. Con này cầm quạt nè. Con này thì cầm kiếm. Cầm kiếm với cầm đao vào bộ chắc chắn à. Chạy thằng đao đây. À, chọn này đi. Cái này ta. Này đi. Chạy nhân vật một chút nha các bạn. Các bạn đến với kênh của mình thì hãy đăng ký kênh nha, để nhận những game thâu gm mới nhất nha. Tại vì nhiều game, ví dụ như game này mà mình up cái bản thâu gm lên đó, thì mai chiều sẽ có một số kênh là làm về cái bản này nữa. Mà làm nữa thì nhiều bạn sẽ biết, và mà những người Việt Nam mình ngộ lắm. Để mình mở tiếng đó. Người Việt Nam mình ngộ lắm, không có như người ta. Chơi phi mà cứ toàn là cứ xài auto leak này nọ rồi cho server nó bị die thôi. Chơi thì chơi chung mà không biết giữ gì nữa. Chơi thì chơi nhiều người chứ không phải một mình chơi đâu, mà nhiều người không có ý thức sao. Ở đây là mình không có ý mà chữ ai hết này kia kia nọ, nhưng mà đây là mình chỉ góp ý kiến chung đối với mọi người thôi. Ai mà thấy nhột thì tự nhột, chứ mình cũng không biết. Nhân vật bên này nha các bạn, có level 3. Nhớ đăng ký kênh mình nha. Chứ game này mày ra vài bữa là chắc server cũng die à. Anh em xài auto leak không à, là hôi hu luôn, server dục luôn, khỏi chơi. Đánh với mấy chó luôn thiệt chứ. Việc kêu con này nó xấu xấu làm sao. Đủ nuôi được hai con chó nè. Không, không thích con này. Trời, lỡ chọn luôn rồi. Đậu xanh.
nhìn nhân vật chibi nhìn thấy mắc cười quá. Tối ngày cứ hai con rồng nó bu luôn. Đù, có con chó đánh ké nữa kìa. Phải. Rồi, bây giờ chúng ta thâu nha. Mà khoan, để nhận quà nhận quyết về cho nè. Rồi, bây giờ chúng ta vào thâu nha. Bạn nhìn cho kỹ nha. Đây các bạn nhìn cho kỹ ha. Chúng ta không có lấy tên nhân vật ha, không có lấy tên tài khoản nha. Đây chúng ta vào đây ha. Nhìn không thấy ID đúng không? Cái ID á. Đây bấm vào tờ cái hình này nè. Nhớ là cái hình này ha. Nè. Đây là ID của chúng ta. 11871. Đó. Xong rồi các bạn á, vào cái đường link ở dưới ha. Mình để cái đường link ở dưới cho các bạn. Rồi các bạn nhập vào đây. 11871. Rồi chọn cái số tiền mà các bạn muốn nạp ha. Ở đây mình nạp là 6.480 tệ. Đó, nó để như vậy nè, là thành công ha. Giờ vào đây các bạn nhận được nè. Đó. Đừng có sử dụng Autolic nha các bạn. Mình thể hiện con người mình là văn hóa đi. Chứ chơi game mà xài Autolic giết thì sập server, ai còn cho mấy bạn chơi nữa. Đó, cứ như vậy mà lên ha. Đó, ở đây nạp vào thì nó lên nè. Nhận được một con này. Nhận được một cây kiếm. Nhận được một cái cánh. Rồi nhận full quà đó ha. Rồi còn quà nữa. Quà cấp nè. Con nãy mua hay gì ta? À con này cộng lên. Hai con cộng được con này. Hai con này cộng được con này. Mà con này thì cái quả này ở đâu ra? Đi mua. À mua. Phải không ta? Cái này mình à nên mua chìa khóa rồi bậy rồi. Cái quả màu vàng vàng nó mua đâu ta? Cho nó chỉ đi mua tào lao vậy. Cô bán đéo đâu mà mua thiệt chứ. À đây nè, đây nè. Ủa mà cái này sao mà mua tào lao nữa. Đây là cái quà nạp nữa nè. Ê nạp lên nữa là còn nữa nè các bạn, nạp tiếp chứ.
chưa đủ luôn. Còn một lần nữa là đủ. Đó, đủ một cái, còn cái nữa, còn cái nữa. Một lần chỉ có 6.000 mấy à, 6.400 à. Làm khoảng 10 lần vậy mới lấy được cái cuối cùng. Đậu xanh lâu lắc nó có 8.400 à, trời ơi. Nhưng mà thôi, mình là thể hiện một game hữu chính hiệu, không có xài auto leak này nọ cho nó hư ha. Đó, ok, nhận anh hai quà luôn. Đó, ở đây mình có một con chó mới. Ủa, không phải hả? Ủa, nãy nhớ có cái quà gì mà ta? Cái rương này, rương què gì? À, rương tiền này nè các bạn. Trời ơi, lệnh bài cấp 44 mới được xài. Lệnh bài luôn. Lệnh bài nữa. Lệnh bài nữa nữa. Đó, mở được con rồng nè. Nãy có con rồng đâu mất tiêu rồi. Rồi, phần còn lại các bạn tự chơi ha. Có gì mai chiều mình cập nhật thêm rồi các bạn qua ủng hộ mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và nhận video tiếp theo của game cho nó sớm nha. Không thì nó bị đai là bó tay đó. Nè, con bét ếch nè. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là download game. Các bạn nào dùng điện thoại thì các bạn hãy mở nó qua bên cái phần của YouTube. Hoặc là không cần YouTube cũng được nữa, các bạn bấm vào cái link nè. Đó. Này dành cho Android nha các bạn. Đó. Bấm vào đây. Các bạn mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nha. Hoặc là cái Internet gì của mình cũng được. Đó. Bấm vào đây, click vào đây. Còn cái này các bạn bỏ nha. Cái phần tiếp quảng cáo bên này. Đó, là cái phần download tiếp theo. Là đó là download của game. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.